Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Kết Nối Bóng Chuyền. Hôm nay đã diễn ra lễ bốc thăm chi bảng giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023. Giải đấu sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 và được trực tiếp trên sóng VTV Cup. Giải năm nay thu hút 9 câu lạc bộ tham gia. Kết quả đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng A, bảng đấu tương đối nhẹ và cơ hội vào bán kết là cực cao. Bảng A gồm có Việt Nam, Iran, Nhật Bản và Đài Loan. Bảng B gồm Thái Lan, Kazakhstan, Mông Cổ, Hồng Kông và Trung Quốc. Các đội thi đấu vòng tròn mỗi bảng chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng thi đấu bán kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 4, sau khi kết thúc Cúp Hùng Vương 2023. Chúc đội tuyển Việt Nam sẽ có một giải đấu thành công.